Thưa quý vị, vi phạm nồng độ cồn tăng thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cũng tăng theo. Thậm chí, theo phân tích nhận định của các lực lượng chức năng, đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông. Do vậy, để có thể hạn chế, tiến tới kéo giảm tai nạn giao thông, siết chặt kiểm tra xử phạt vi phạm nồng độ cồn được xem là giải pháp hữu hiệu. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước tăng cường các chuyên đề kiểm tra xử phạt nồng độ cồn từ cuối năm 2022 đến nay, quyết liệt lan tỏa quy định pháp luật, cũng là nhận thức trách nhiệm trong chính mỗi người, đã uống rượu bia thì không lái xe. Và cùng với toàn lực lượng cả nước, cảnh sát giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã và đang quyết liệt triển khai các chuyên đề xử phạt nồng độ cồn, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng có văn bản gửi các sở ngành địa phương về chấp hành trật tự an toàn giao thông. Văn bản chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, nếu bị tác động can thiệp trong quá trình xử lý vi phạm, thì báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh để có hình thức xử lý cả người can thiệp. Lực lượng cảnh sát giao thông xác định xử phạt nồng độ cồn là để tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến vi phạm nồng độ cồn. Vậy nên dù nhiều trường hợp vi phạm bất hợp tác, chống đối, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn kiên nhẫn giải thích về các quy định. Em đã xin mấy anh rộng xe về em đi làm luôn, vợ con giam xe chết em luôn. Anh đã uống rượu bia rồi thì anh không được điều khiển xe nữa. Dạ, xe chúng tôi phải tạm giữ, đó là quy định của pháp luật. Dạ, tôi cũng không có quyền để cho anh, cũng không có quyền để thông cảm cho anh được. Nha, quy định của pháp luật là như vậy. Còn bây giờ cái việc trách nhiệm của anh là anh hợp tác với cơ quan công an để làm việc. Việc kiểm tra và xử lý vi phạm nồng độ cồn rất áp lực bởi người vi phạm bị tạm giữ phương tiện, mức tiền phạt cao trở nên thiếu kiềm chế, thậm chí mượn rượu làm càn. Bên cạnh những người không biết luật, còn có không ít người biết luật nhưng nghĩ rằng có thể trông cậy vào các mối quan hệ giải cứu. Tha nhau lên thì tại vì anh thành của nên có khi đến được phạt đấy. Em lùi nhỏ á, em xin thật đó. Tại vì ngày mai em đi ra xử và em được phạt. Cái việc là lý do của anh không có xe này đi xe khác. Chúng tôi giải thích cho anh đã có nhiều biết, chúng tôi không thể cho anh đi được. Anh nhậu hơi nhiều đấy. Không, em ngủ nhà em vợ, không sợ ngủ nhà anh khó. Không sợ ngủ nhà anh khó, công an tỉnh ấy. Thực tế, quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng chức năng còn bị làm phiền bởi những trường hợp mạo danh, mong nhận được sự thông cảm như trường hợp này. Tại bên là tay của phòng nào? À, bây giờ bên đấy thôi, anh bên nào? Không, biết rồi thì anh cho tôi kiểm tra đi. Anh bây giờ, đại nam, tôi đi xuống. Cả nước mình đang làm là chỉ dịch hết. Mà mình đã như thế này là mình vi phạm rồi. Rồi anh làm, anh có đi du lịch. Giờ là ngồi bạn bè, như thế này chúng tôi nghĩ thôi. Tăng tính nghiêm minh của pháp luật và cũng là để tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, các cấp các ngành trong tỉnh đều quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối chấp hành quy định pháp luật về giao thông, trong đó có quy định không điều khiển phương tiện khi đã có uống rượu bia. Đồng thời cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không can thiệp tác động vào quá trình xử lý của lực lượng chức năng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có văn bản gửi các sở ngành địa phương về chấp hành trật tự an toàn giao thông, yêu cầu ngành công an tập trung kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, quá tải tốc độ, tăng cường phổ biến và xây dựng thói quen hành vi văn hóa. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Văn bản cũng nhấn mạnh nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức tác động vào quá trình xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, đối với người vi phạm là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên thì ngoài việc xử lý theo quy định thì sẽ thông báo đầy đủ lỗi vi phạm về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý trách nhiệm theo quy định, nhất là đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ. Đối với các trường hợp là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên có tác động can thiệp đến việc xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng sẽ kịp thời báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh để có hình thức xử lý phù hợp. Cao điểm kiểm tra nồng độ cồn kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, theo chỉ đạo của Bộ Công an.
Ngoài sự quyết liệt của các địa phương, Cục Cảnh sát Giao thông cũng thành lập các tổ công tác để chia về kiểm tra giám sát các tỉnh thành trong cả nước.